Ronaldo và các đồng đội đã có màn ra quân thuận lợi khi giành chọn 3 điểm trước đại diện của châu Phi là Ghana. Nếu chiến thắng trong trận đấu này, Senegal châu Âu sẽ chắc chắn có một tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Uruguay đã có trận hòa đáng thất vọng trước Hàn Quốc ở trận mở màn. Hàng công đang là vấn đề đối với đội bóng châu Mỹ khi những Suarez, Cavani hay Nunes đều tỏ ra thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định. Bồ Đào Nha và Uruguay mới chỉ gặp nhau một lần trong quá khứ tại World Cup 2018. Đội bóng đến từ Nam Mỹ giành chiến thắng 2-1 trong trận đó. Phong độ 5 trận gần nhất của hai đội, Bồ Đào Nha có 3 trận thắng và 2 trận thua, trong khi Uruguay có 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Cùng điểm qua các cầu thủ nổi bật của hai đội, Cristiano Ronaldo, siêu sao 37 tuổi đã mở tài khoản tại World Cup năm nay bằng bàn thắng trên chấm phạt đền trong trận đấu gặp Ghana. Với những gì làm được sau hơn 80 phút xuất hiện trên sân, Ronaldo đã cho thấy anh vẫn đủ đẳng cấp tạo nên những điều kỳ diệu. Luis Suarez, huyền thoại Barca không có đóng góp nhiều cho Uruguay trong trận gặp Hàn Quốc. Suarez chỉ chạm bóng 18 lần, để mất bóng 9 lần trong số đó và không thực hiện được cú sút nào trúng khung thành. Siêu sao 35 tuổi chắc chắn phải chứng tỏ mình như cách Ronaldo chứng tỏ ở Bồ Đào Nha. Tình hình lực lượng trước khi ra sân của hai đội. Bồ Đào Nha, Danilo chấn thương trong buổi tập và nghỉ hết vòng bảng. Uruguay, đầy đủ lực lượng. Hai đội khả năng cao sẽ cùng sử dụng sơ đồ 4-3-3. Suarez và Ronaldo là hai trung phong của hai bên. Theo máy tính 538 dự đoán cơ hội giành chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha là 44%, Uruguay là 26%, xác suất hòa của hai đội là 30%. Kèo châu Á trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 được nhà cái niêm yết trên sàn giao dịch từ trưa ngày 21 tháng 11. Mức chấp ban đầu được đưa ra là Bồ Đào Nha chấp 0/4 cùng điểm ăn 0.83 và điểm ăn dành cho các cầu thủ Uruguay là bỏ 0.97. Tỷ lệ 0/4 chỉ tồn tại đến chiều muộn ngày 23 tháng 11 trước khi được nhà cái đẩy lên thành 0/2 và liên tục duy trì trong các phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, đến sáng ngày 28 tháng 11, Bồ Đào Nha vẫn chấp hòa cùng điểm ăn bỏ 0.95 và điểm ăn dành cho Uruguay là 0.88. Những biến động này cho thấy các nhà đầu tư đang có niềm tin nhất định vào khả năng vượt kèo của Senegal.